đến với nhau được bao nhiêu năm rồi ạ? 7 năm ạ. À. Quý vị thân mến, họ đã ở với nhau 7 năm. Và bây giờ tôi cầu mời anh chị hãy sang bên dưới anh Giang. Anh Giang. Ngày hôm nay chỉ là ngày vào lớp 1 của Hàn My. Tuy nhiên rằng Đỗ Cường mong muốn rằng trong ngày vui ngày hôm nay thì Đỗ Cường muốn kiểm chứng tình yêu của anh chị dành cho nhau như thế nào. Không cần để tháo nhẫn bởi vì là sờ tay chị ấy cơ chứ không sờ tay anh. Anh có tự tin 100% là mình sờ đúng tay của mình không? Rơ cái tay này. Chị ơi, chị tháo nhẫn giùm em nhá. Chị tháo nhẫn cho em nhá. Rồi. Quý vị thân mến, rồi anh yên tâm chị đã tháo rồi. Và bây giờ, ai sẽ là người đầu tiên ạ? Anh có khẳng định 100% là anh nhận ra chị yêu ạ? Có khẳng định 100% không ạ? Anh ơi, áp lực đè nặng nhá. Tối nay mà sờ sai á, là đêm nay về là có vấn đề nhá. Sao anh cái dây không có vấn đề gì anh? Rồi, không được để hở chút nào anh nhá. Rồi. Bây giờ em mời chị Giang lên sân khấu. À vâng. Anh ơi, có phải không? Có phải tay vợ mình không? Không phải. Không phải ạ. Thế cánh tay này anh thấy như nào? Xíu quá. Xíu quá. Rồi. Rồi em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Tay làm sao ạ? Tại vì... Anh ơi, rượu rượu từ mấy người? Không phải ạ? Rồi. Anh ơi, nhưng mà sờ nhanh nhá. Đừng có lợi dụng ngày hôm nay này. Không. Đấy thì... bàn tay này thì dễ rồi. Anh ơi, một lần cảm ơn anh. Sở tiếp tục đi anh. Không phải ạ. Tại vì vừa dám không vừa kéo cái tay dám này chứ. Có đúng không anh? Đúng không? Cậu đã chung chi. Ở với nhau 7 năm nhá. Có hai đứa con rồi nhá. Có cháu xuân cái tay bên kia. Có phải không? Anh khẳng định lại có phải không? Có phải tay vợ mình không? Lúc này thơ thể hiện dài dài. Em không hỏi là dài hay là ngắn mà em hỏi anh có khẳng định đó là vợ anh không? Người đứng trước mặt anh là vợ anh đúng không? Chị chó trở lại một lần rồi. Rồi bây giờ nhá, chỉ có một lần thôi nhá. Cái này không phải hả? Rồi, bây giờ sờ lại nhá. Anh có khẳng định đúng không? Đấy đúng chưa? Đấy chắc chắn không? Anh khẳng định chắc chắn không? Cô gió lo thêm một tử. Có vì thân mến, mỗi ngày sợ nhau đến 10 lần 7 năm rồi mà vẫn còn sợ lâu như thế vẫn không khẳng định được hả? Thì vâng.